bộ say xong đấy, không tí chiều lại chơi tiếp. Không chơi cái này á, chơi đấy chơi sáng mê hơn say xe à. Bảo là đừng ăn no. Chơi 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 không say không nghỉ, xong chơi tiếp. Đây này, có thể bên này này, chơi trong hỏi đó. Mày chơi hai cái thứ 1 thôi, à 3 đúng không? Còn bỏ 2, 3 cái không, không là đó. Chơi thử 3, 4 đi. Chơi đi, chơi đi, chơi đi. Buồn nôn thì cầm cái túi sẵn đi. Chơi đấy, thằng nào cũng buồn nôn đấy. Có thằng chơi xong hôm sau mai nghỉ nguyên một ngày. Không làm được. Bảo thì đã làm không làm chỉ phá rồi. Đang làm tự nhiên rút điện ra. Hay là chán làm thì bảo sếp xin nghỉ nửa buổi đi. Điện ra này. Vậy bao nhiêu máy để cho đủ. Đền quân này khôn lắm, lịch cả giảm Covid à, khắp Việt Nam rồi. Và đây mới vào trong thùng Covid thì trong đây là đi dọc cái đất Việt Nam là Covid bây giờ nó à, tiến chủng mới rồi, nó không chơi ra hơi thở nó đi, nó bám thức ăn rồi. Tiến chủng đẹp đúng không? Nó tiến hóa lên một cấp bậc mới nên anh gọi là tiến chủng phải à? Mình gọi tắt đi.
Còn từ khi Toàn có giáo sư Bảo đến đây là Toàn mạnh lên cả gấp bội và mạnh lắm rồi. Đấy, tắt điểm trước anh cá. Đầu gấp bỏ cái bóng đi đâu đó. Khi nào uống tiêu chiều lại anh ấy thì chúng ta làm mạnh. Tâm sự với giáo sư Bảo tí đi. Không tí ra làm sinh nhật Thánh Thành thì chết. Ủa sẽ anh kinh á. Khi trưởng thành của tôi, mình vẫn có thể ăn thêm được vài centimeter lớn mà nó ở dưới được cái. Được rồi. Chết rồi. Chết rồi. Còn những tay yếu như thế này, cứ tất 20 quả hàng chứ không? Tất hơi tay chung bật đi rồi này. Lâu không bật bật tay ấy. Nhiều khi cổ chỉ đạt được 5 quả. Đúng không?